Hello, Min. Hello, teacher. Introduce yourself, please. What do you like to eat? Cookies. I like cookies. And what animal do you like? Cats. Okay, are you ready? Yeah. What do you mean? Chuyển tay đi. Chạy đường này thì nó khá là khó, là cân bằng và rất là khéo léo, phối hợp với chân và tay. Nghe tôi lên.